Hello, xin chào các bạn. Vâng, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Tiểu Long Dung Kỳ Vợ Lâm 2. Và hiện tại thì Long đang ở Thuyền Châu, đang thất tha thất thời chạy long quăng ở đây. Vâng, được biết tin ngày mai thì các nhân sĩ sẽ được hỗ trợ 4 tỷ kinh nghiệm và một số vật phẩm khác. Thì thôi, Long sẽ lên trang web cho các bạn xem luôn. Vâng, đây là chính cái trang chủ của Võ Lâm. Nó bù cho ngày hôm trước của chúng ta. Vâng, làm anh em chúng ta không thể vào máy được và không thể chơi game được. Và nó sẽ có quà tặng hỗ trợ do sự cố kết nối máy chủ vừa rồi. Vâng, ngày 25, hôm nay là ngày 24 rồi. Đây, các bạn có thể đọc xem. Quý nhân sĩ thân mến, Võ Lâm thân mến, nhằm đáp đọc thì lâu thế nhỉ. Nói chung là làm cho chúng ta đây, hơi nhằm đọc vậy. Nhằm giúp quý nhân sĩ có thể hành tẩu thuận lợi trên giang hồ đấy. Thuận lợi hơn sau sự cố kết nối ngày 23 tháng 9. Nói chung là ngày hôm qua đấy, ngày 23 tháng 9 năm 2018 này vừa qua, Võ Lâm xin gửi đến quý nhân sĩ và phần quà hỗ trợ và tại LBC chủ phòng máy này đấy. Sau bảo trì ngày 25 có nghĩa là ngày mai, Long đang làm là ngày 24 đấy. Sau 24 giờ là ngày đấy, các bạn có thể xem. Thì tại phòng chủ này, các thành thị nó đều có. Ví dụ như là thành thị ở Thuyền Châu thì nó có sẽ phòng máy chủ đâu à? Đâu. Nó phép. Đâu. Đây. Chị chủ phòng máy, nói chung là Thuyền Châu này, Thành Đô này, Biện Kinh thì đều có tất, các bạn cứ yên tâm. Nhân vật, điều kiện thì điều kiện hỗ trợ thì nó có ghi rõ đây, quan trọng là cái điều kiện hỗ trợ này. Các nhân vật cấp 59 trở lên và học chiêu 5 năm này đấy. Các bạn chú ý nhá, chú ý ở trong đây này, nhân vật phải có ít nhất 17 ô trống trong hành trang đấy khi nhận hỗ trợ, các bạn nhớ nhá. Long nghĩ các bạn hay quên ở điều này nhất này. Đấy, đó là cấp 59 trở lên và cấp 55, học chiêu 5 năm này. Và 17 ô trống này, các bạn phải lưu ý trong cái này. Long làm video mục đích là chủ yếu là khuyên các bạn này phải chú ý là phải để 17 ô trống đấy. Lưu ý đến thứ hai là trong thời gian hỗ trợ, nhân vật chỉ được nhận một lần duy nhất nhé, một lần đấy nhá. Các phần thưởng gồm có nhà kinh nghiệm 4 triệu kinh nghiệm, 1k danh vọng, 1k sư môn, 100k. Úi trời ơi, cái này cao thế này. Công trạng, cái này chủ yếu là nó bồi thường cho tướng thôi. Mình thì cần cắp ấy. Đây, 10 đô bao 7 là 7 ngày. Úi giời ơi, 7 ngày. Ba con công huy hoàng nha, 7 ngày. Hai ngôi sao may mắn 7 ngày. Một thú cưỡi trời mình sẽ được hôm nào mà sau ngày mai Long sẽ làm cho sẽ làm video mà một tất cả anh em đều được cưỡi tiểu bạch dương rất là hay. Long sẽ làm một gian áp cho các bạn xem. Úi giời ơi, rất là vui. Đấy, một lần nữa thì ban điều hành nó xin lỗi. Đấy, nó đổi cho ngoài ý muốn, không mong muốn, và nó xin lỗi và mong các bạn kính mong quý nhân sĩ thông cảm đấy. Có gì thắc mắc các bạn liên hệ với tổng đài của Vinland Game 2000 đồng trên 1 phút. Đấy, tốt nhất là đừng có thắc mắc. Nó đã xin lỗi thì thôi bỏ qua. Giờ xin lỗi nó cũng chẳng là quyết được cái gì. Vâng, thôi, nói chung là tin tức là như vậy. Vâng, cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ theo dõi nhá. Vâng, các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ chia sẻ video và có gì mới thì Long sẽ úp trước để cho các bạn nắm bắt thông tin. Và video này thì chủ yếu là thông báo cho các bạn biết thôi và nắm bắt thông tin cái tình hình cái sự cố ngày hôm qua và hôm nay nó bù đắp như thế nào. Thôi bye bye anh em nhé, bye bye. Long phải đi ăn mì tôm đây, bye bye.